xin chào tất cả mọi người ạ. Em Thiệp hôm nay sẽ cùng với chị Dung đồng hành cùng tất cả mọi người. Vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Anh em lại em lại tiếp tục đồng hành với tất cả anh chị em. Những cái dòng xe mà hiện tại bên xe máy Hoàng Kiên đang có mặt tại nhà anh em nhé. Có những sản phẩm cũng là hit, cũng là hot anh em ạ. 81 nhá, hàng máy zin đấy ạ. Yếm zin này, xe nó cũng vuông vắn chắc chắn lắm. Giá đầu hai là rất hợp lý cho một chiếc 81 máy zin rồi, cũng không có nhiều. Và một chiếc Win Indo đầu máy 103, đấy là Win đời cao 97, 98 rồi. Hàng là da máy còn đẹp, xe vuông vắn, có dọn nhưng mà là đẹp, là chất. Cái da yên này vẫn còn nguyên bản. Đấy, giá cũng hợp lý lắm. Một chiếc NVX bản VBA. ABS, khóa smart key. Rất là đấy, chất rồi. Anh em nào 34 chào đón em giới thiệu gì nhá. Ablet anh em ạ, 2011, 2012. Rồi, bản lết đầu to. Chính xác, giá hợp lý. 50cc dành học sinh sinh viên không cần bằng màu đỏ. Gọi là rực rỡ. Vision nha anh em nhá. Vision 2018 giá cũng 2018. Hợp lý rồi, hơn 20 giá này. 2016 giá mới rồi anh em ạ, giá mới. Rồi. Phía xa này là một chiếc LED em vừa mới mua về, hàng 2012, pha đen, máy zin, hình thức thì hơi đuối, giá bán cũng rất yêu thương thôi. Chưa đến đâu đó hơn 12 triệu một chút, rất hợp lý cho một chiếc máy zin. Winner. Rồi. Winner. Chưa đến 10 triệu đi ăn đi làm. Rồi. Chiếc VS 110 anh em nhá. Chiếc Cúp 50cc dành cho sinh viên. Con OEA 110 màu xanh anh em nhé. Và những chiếc tablet chế cơ. Anh em mới vào thì cho hai chị em cùng vâng. chia sẻ. Anh em có thể cho em âm thanh ánh sáng trên hai bếp nó ok hết chưa ạ? Để em cùng với chị Dung sẽ đồng hành cùng anh em trong buổi live ngày hôm nay. Rồi. Anh em cố gắng. Thấy tiếng âm thanh ánh sáng của em có ok không? Hình ảnh này em thấy nét rồi đấy, nhưng còn cái âm thanh nữa thôi. Thanh ok thanh. Là anh em mình sẽ xuất hành. Rồi, em nhìn thấy anh em đang thả tim thả like rồi. Rồi. Ok. Nét đấy đúng không ạ? Rất là nét đúng không ạ? Cố gắng làm sao duy trì cái đường truyền nó thật tốt để anh em có thể xem được đến hết cái buổi live, hình ảnh âm thanh sống động. Có cả nhạc nền nhá. Gần đây là có một chút nhạc nền anh em đang mở rất là du dương. Vừa live cũng tâm hồn nó lại sao động đấy. 81. 90. Hơi 50. Đấy, hơi 50 90. Hàng nó hàng máy zin khô ráo đẹp đẽ chắc chắn đấy ạ. Đấy. Vành nhá, vành đây anh sang bên này. Rồi. Vành ngon Tuấn Tú. Ok. Trần Lan. Rồi. Đây, Trần Lan này ạ, Trần Lan này anh em nhìn Trần Lan này. Rồi. Còn vành em sẽ quay đến đoạn Futa 3 anh em nhìn được. Đây, Trần Lan này không có gì đấy anh em nhìn cái vị trí Trần Lan em chỉ này. Chân van đều. Mayer này, trục giật. Được, nói chung là xe tương đối. Sơn này, sơn rè này vẫn là sơn gì này. Có càng này này, có một chút tỉa ở càng trước. Đấy, em phải báo cáo luôn. Còn vẫn nhấn mạnh cho anh em là cái đầu bò zin. Yếm này là yếm xịn, không phải theo xe như là yếm xịn 1.4 triệu. Thì bằng những cái zin. Đấy anh em nhá. Em nhắc rất là kỹ cho một chiếc 81 hơi 50. Anh quay về mặt đằng này mới nhìn được cái đẹp của các cái tay nắm này, củ xi nhan này, hàng này, sơn này. Nhạc rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, anh em nhìn chiếc 81 nó là đồ zin nha anh em nhá. Máy là quần zin này, khớp này, anh em nhìn khớp này. Đấy. Biển 50cc. Đấy. Từ những cái đèn đây, những cái hộp xích này anh em này. Đấy, cụt khó vẫn còn zin anh em nhá. Tâm nan vẫn zin. Rồi, em chào anh Nguyễn đấy. Minh Cop Potter nhá, giám đốc động. À. Đấy anh em để anh em ngắm chiếc Cup 81 50cc máy zin. Đồ đạc là đẹp, chân nan trục giật Mayer đều. Nổ nổ máy phát, nổ máy phát được. Hàng này thì dẫn cái là nổ ngay em ạ. Nhẹ nhá, em dùng gẩy phát nhẹ nhá. Gẩy nhẹ đây. Phát ok. Ra máy em. Vẫn xem được. Anh em xem mà cảm thấy nó lắc hay là nó có vấn đề thì báo lại cho bên em nhé, để các bạn kỹ thuật có thể kịp xử lý. Đặc biệt anh em ạ, khóa. Đấy, khóa này này, một khóa ba chức năng, được ạ, cả khóa cổ, rất ít khi tìm được những cái xe mà nó còn nguyên được cả khóa này để anh em. Không nhiều, cả khóa cổ luôn anh em, cả khóa cổ cũng còn nguyên chức năng luôn. Đấy, nó hay là được cái xe này, đấy, khóa cổ anh em. Vẫn là một khóa. Ngày xưa vẫn còn cái khóa này các chìa thì đơn giản, chính xác. Nhưng mà là ba ổ chưa thay. Đấy, ý em muốn nói như thế, nhấn mạnh cái đấy là những cái dòng 81 như thế là cũng là rất là quý và có giá. Rồi, chốt giá bán ra cho anh em một chiếc 81 hơi 50, 90, 91, hàng gọi là máy zin, sơn đồ đều, đấy, nhũ tương đối. Đấy, để cho anh em mình là 26 triệu 500. Cũng 26 triệu 500 nha anh em nhá. Một chiếc Cup 81 hơi 50. Rồi. Đấy, máy zin. Chính xác. Dành cho anh em nào thực sự là thích những chiếc 81 này một thời. Rồi. Rất hợp lý. Đây.
bên bạn. Không sao đâu, chắc là xem vẫn được đấy anh ạ. Bên bếp đỏ các anh em xem có bị giật không ạ? Bạn Caramel báo là à có đấy rồi, anh Lương An báo mạng kém quá, đúng chắc giật. Long ở bên bếp đỏ xem nhá, xem cái wifi xem là 3G để anh em đang lên lượt view rồi, hơn gần 200 anh em ở bên bếp đỏ rồi đấy. Ok. Win nha anh em nhá. Đầu máy 103. Rồi. Anh em 103 là cái đầu máy win gần như là đời chót anh em ạ. Đầu máy 100 bình thường là có hai mấy thôi, bây giờ đầu máy 100 là những cái win tem vắt đời cao rồi. Nan ở vào nhá, nan vào vành vào, càng có sơn đây là những cái vào. Đồ đây. Đấy. Đúng rồi, vì nó để lâu nó phải vào, nhìn nó mỡ nó đẹp này. Đây anh em nhìn cho em cái đầu bộ. Đặc biệt là cái đôi da máy này, đúng không? Đôi da máy đẹp quá, nhìn nguyên đôi da máy. Thật sự ấn tượng đôi da máy, rất là đẹp luôn. Rồi, đầu bò được. Đấy, anh em nhìn. Anh em nào thích win mấy hôm vừa rồi em thấy anh em hỏi rất nhiều quá. Về các cái dầu nào. Đè sau này, đuôi này, rất đều này. Đấy. Máy anh em nhá. Căng. Đấy. Em chạy thử rồi nhá. Máy chắc nhất. Đấy. Cô trước cô sau ok hết. Chú lại con nghe chú đấy hả chú? Vâng, cháu cảm ơn chú đã rất là nhiều. Chú đã rất là quý một ông chú ở đâu nhỉ chú nhỉ? Tôi ở Hưng Yên. Hưng Yên. Hai chú lên sáng sớm để mua mở hàng cho Hoàng Yên chiếc xe S1. Dạ vâng, đây chú chào tất cả các anh em. Đấy. Đang gần 300 anh em đang xem, hơn 500 anh em. Nhưng mà chú khỏe cho hôm nay thì máy tôi. Dạ vâng, em chụp cho nhá. Máy tôi nhỉ. Máy à, bây giờ chú về chú vào chú xem là có chú đang này luôn. Vâng, cháu cảm ơn chú rất là nhiều. Vâng, cảm ơn chú nhá. Vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Vâng. Vâng. Yên đấy, các chú từ Hưng Yên vẫn lên ủng hộ bên xe máy cũng là rất là cảm ơn. Sáng sớm mở hàng cho Hoàng Yên con xe S1 đấy, xem bên Hoàng Yên rất là nhiều. Nó thực tế không ạ? Rồi tiếp theo lại giới thiệu tiếp vẫn là Win 100 đầu máy 103 đây, anh quay cả cái bên trên này cho em này, hàng này đồ đạc này. Anh em có thể xem máy vẫn đang nổ trong suốt lúc anh em mình like nhá. Bình cốp là có sơn, yên là zin này. Đấy, bình cốp là có sơn tỉa rồi nhưng mà thôi họ làm lâu thì họ được cái là chắc này, anh em nhìn chắc này. Số má ra vào rất là ngon. Đấy, nhìn nó sáng, nhìn nó vẫn ok, đều biển 26. Đấy, để giá cho anh em mình là 18 triệu một chiếc Win 100 Nino với 18 triệu cũng rất anh em nhiều tỉnh đúng không? Đấy trời ơi, rất nhiều các anh em ở các tỉnh cũng đang nhu cầu thích về cái dòng Win 100 này, vẫn liên tục đấy, số ra vào rất là dễ, không có bị dắt bị hóc gì đâu, đơn giản lắm. Bình thường anh em 18 triệu đồng nha anh em nhá cho một chiếc Win. Đấy, đồ được cái cứng cáp đẹp đẽ rồi, tôi ra máy để anh em chỉ việc cứng nhá, nhìn nó cứng nó đanh ấy. Cùng là cái dòng Win có những chiếc em bán đâu đó có 12, 13 14, hôm qua em có, vừa rồi em đang ship được một chiếc ở Phủ Lý có 13 triệu mấy trăm thôi. Đấy, nhưng mà để được một chiếc, thứ nhất đầu máy cao, đầu máy 100 lẻ, thứ hai là xe nó còn nhìn sáng, đồ nó đều, ra máy đẹp, cân đối, nó vuông cái xe thì cũng không hẳn là có nhiều. Chiếc này ngay từ lúc đầu ba cái đến bán em nhìn nó cũng thấy rất là nó mỡ mỏng xe rồi. Đúng rồi, ừ, chính xác là ừ. Rồi. Anh em nhìn đồ là cũng đẹp đúng không ạ? Đây, từ các cái bộ đằng sau này nhé, anh em nhìn nó rất là cân đúng không ạ? Nhìn nó cân, đấy, nhìn cái phần này. Vừa tiền anh em nhé, nếu mà ví dụ anh em mà muốn mua sơn zin máy zin thì nó lại cao hơn hẳn rồi. Còn nếu mà để không sao đâu, máy chạm nhưng chạy nó bốc, anh em có phải kê kiểu ngắm đâu, cứ miễn làm sao chạy nó căng là ok rồi, đều này. Đấy, đẹp này. Vâng, 18 triệu là sẽ có bớt để ra lộc thôi, cái số đấy để cho em chủ động để làm sao anh em có thể là nó thoải mái nhất, vui vẻ nhất. Anh là sóng wifi là ở trong nhà, khoảng cách ở vị trí nó hơi xa. Chạm môi cái anh em nhá. Thi thoảng bị xoay, vâng, anh bảo là thi thoảng bị xoay. Để cho anh em nó chạm nhau tí cho nó chắc chắn á, cho nó vững luôn. Anh Huy điểm. Vừa mới xem xe Win, xe Win là 18 triệu anh Huy điểm nhá, 18 triệu anh ạ. Hôm nay không thấy Hoàng Kiên, vâng, anh Trọng Nguyễn, sếp em chắc là ngày mai sẽ xuất hiện ạ. Thi thoảng cũng phải để cho sếp nghỉ để lấy giọng quên. Anh giấc mơ tuyệt vời kém quá. Vâng, cái mạng nó hơi đuối một chút, em sẽ cố gắng chỉnh sửa và đưa gần vào chỗ wifi hơn anh nhá. Rồi, một chiếc NVX anh em nhá, đời 2020 màu xanh sần. Đấy, NVX dành cho anh em cao to đậm người, thích rồi. Nhân Yamaha. Được cái máy là máy 155 các anh em ạ, máy 155 2021 bo cứng, với cái số tiền mà anh em bỏ ra hơn 30 triệu chọn một chiếc ABS, máy trên 150 chắc chắn là chỉ có NVX xứng đáng.
AMOLED cũng là tương xứng, nhưng mà để nói kiểu dáng to cao mà AMOLED chỉ 150 thôi, đúng không ạ? Anh em lựa chọn NVX rất là hay. Khóa smart key. Chạy vận tốc tốt, màn đồng hồ cảm hứng, màn hồng điện tử rất là thích luôn. Đấy. Bản này là ABS rồi, tất cả các tính năng đều ok, cốp thì rộng rãi thoải mái. Thường như khách nước ngoài, những cái khách mà có nhu cầu chạy để trải nghiệm, chạy để thấy cái thích cái hay thì họ sẽ chọn những cái mẫu của Yamaha. Em thấy em bán nhiều em thấy vậy. 32 triệu cho một chiếc NVX 2020 đăng ký sang 2021 ạ. Nốp gắn ốc vít cho hắn cả nhà. Đúng rồi, nốp NVX em nhớ có một chiếc chắc là anh nhìn được đấy, đúng rồi, lốp NVX nó rất to. Cũng không thực ra là lốp gắn ốc vít. Chắc khả năng là có xe nào em bán chẳng qua mới đi trên đường đi anh em thì nó bị xe của anh ạ. Nó vít cả lốp. Vâng. Là bình thường anh em ạ, nhiều khi không sao xử lý thôi anh nhá. Tháo ốc vít ra cho tại quán luôn, vá rùi. Đấy là phương án mà em thấy nó đơn giản. Và dễ nhất. Anh đoán đồ có gắn này gửi về xe gửi về phủ lý. À đấy, đúng rồi, em phủ 10 hơn 12 giờ đấy em gửi anh ạ. Đấy. Thế sao mà thôi chị Dung đi cho. Yeah. Chị có về qua phủ lý không? Chị Dung về Hà Nam mà. Yeah. Em phải đặt xe rồi, okay, đặt xe rồi. Anh nhá. Một chiếc Sirius. Cảm ơn anh vâng. Chiến trường ạ. Rồi một chiếc Sirius em vừa đi xong. 2015. Nó chỉ mất phanh trước thôi, tại vì xe em vừa mua xong. Cái phanh trước em có thể xử lý. Em vừa chạy một vòng. Đấy, vừa quả xe này em vừa chạy một vòng. Thì cái thôi không được vừa phải nó được tiền anh em nhé. Dành cho anh em là nó không không tiền. Vâng. Trên dưới 10 triệu. 9,8 triệu thôi, 9,8 triệu chưa bao dọn nhá. Xe này em vừa mới mua về, thôi để sẵn thì chị Dung cũng lấy đi luôn để chưa có quá trình dọn. Anh em nào lấy thì sẽ báo cụ thể. Anh của anh nhá. Xe hôm qua còn không? Không còn anh ạ. 135 chiếc ghế có. Là anh ấy lấy đúng cái giá em like là một. Thứ hai là anh bảo anh chạy thử một vòng, anh mới bảo là nó đúng như nói nào thôi, nói từ hơi thô nhưng đúng như mày like. Anh ấy nói thẳng em thế, đấy đúng như mày like tao lấy luôn, nhanh gọn không có ý kiến gì. Trong vòng 15 phút là anh đã chốt xong cái Xe 135 đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, anh ấy xem trên live. Đấy anh đến lấy luôn. Có chiếc đấy. Ok anh xem máy bảo đại nhá. Em chào anh em. Vuông vắn rồi. Đồng gì? Đồng Hương á? Không phải Đồng Hương, cùng là xe máy gọi là gì nhỉ? Đồng Môn, Đồng Đạo. Đồng Nghiệp. Đồng Nghiệp. Ok, dần dần chuyển sang đổi hình bắt chữ rồi. Rồi, chiếc chốt chiếc này là 9,8 triệu. 2015 biển Hà Nội chưa có bao dọn nhá. Chiếc này anh em xác định chắc là phải mất 5-700 nghìn tiền dọn đấy. Nó cũng là hình thức cộng với cả là cam cò đấy, mấy thứ nữa, bugi điện nữa. Rồi 9,8 triệu lên luôn chiếc LED này đi, em bán hạ giá cho. Chiếc này em vừa mới mua sáng nay, rất là hợp lý. Được cái máy zin đời thì 2012, máy zin hình thức thì đây có sẵn luôn, màu trắng mộc đúng không ạ? Máy nó căng sáng em nữa. Chút em lên chiếc 2016 này hơn một tí, hơn 21. Chủ thay lốp này, anh ấy giới thiệu. Thế nào? Quên đỏ đâu vậy? Đây, 13 triệu 500 thôi, tí em lên like luôn. Biển 14. LED 2012, máy zin, chưa đầu tư dọn dẹp gì. Thôi để cho anh em mình giá hợp lý yêu thương 12 triệu 500. 12 triệu 500 chưa bao dọn anh em nhé. Sẽ mày mất thêm tầm khoảng 3-500 nghìn nữa là anh em vệ sinh cái... tổng quát cả xe bảo dưỡng, còn máy thì anh em nghe này. Bán rồi anh ạ. Chủ thay mới đôi lốp rồi nên anh em không xe cần phải đầu tư nhiều. Có không anh Lê Bá Lực, em có con xe 8250 52 triệu xe rất là đẹp nha anh. Vâng, đúng rồi ạ. Đấy. Tí em sẽ bảo Đức mang ra quay. Đây rất là nhiều, ba nhiều lắm. Dưới 20 triệu giai đoạn này còn dưới 20 thôi. Rất là nhiều anh. Rồi. 12 triệu 500 cho một chiếc LED 2012, hàng máy zin. Đấy, hình thức là chưa có bao dọn. Anh em chắc xác mất định thêm 300-300 nghìn tiền dọn nữa là xong thôi, không đầu tư nhiều. Rồi, em ok. Like, được rồi. Win đỏ nha anh em nhá. Em cho anh em con win đỏ đây anh em. Vừa win đỏ đây. Tín ơi. Tín ơi. Bao tiền dọn? Rồi. Dọn mất 500. Đấy, vừa mới like buổi hôm trước là hết 13 triệu 500 rồi. Biển tỉnh có đúng không anh? Quay về có rồi. Rồi, biển tỉnh có đấy ạ. Rồi, cho em một vòng đi, một chiếc xe win đỏ không vừa rồi. 1993 thôi nhá. Con này thì đăng ký 1993, đầu máy thì nó ở tầm 207 anh em. Đầu bò đều nhưng mà nhũ nhiếc và sơn thì kém hơn cái chiếc của rồi. Thôi tiền nào của đấy. Đấy. Ui giời, các anh em quay bên này đi. Win nha anh em nhá. Thôi để cho anh em mình là 13 triệu 800 bao dọn. Đấy, dọn 300 thôi. Cool.
Viva đời cũ à? Không, ai quên pha. Không, không. Vẫn chưa về. Có một chiếc quay Alpha đỏ còn không nhỉ? Còn một chiếc quay Alpha đỏ đâu đó 10 triệu. Anh em nhá, một chiếc xe win đỏ hôm trước em hôm nay em like ngon ơi em. Rồi em chào anh Vũ Đình Phong nhá. Vâng. Ngon lành cho anh em rồi ạ. May chiếc xe win này đây được sạch sẽ ngon lành anh rồi. Em nhìn đấy. Đỏ. Đỏ chứng tỏ là người yêu anh đấy. Anh ok anh Vũ Đình Phong. Sao anh? Anh Lương An có còn lít đời Nguyễn mạng hơi yếu đúng rồi, mạng hơi yếu thật. Anh ơi, nếu mà Dinh Việt đời đầu thì em đang còn một to mấy con đấy. Chút nữa em sẽ báo trong nhà Mazda nhé anh nhé. Việc đời đầu ba có con hai mấy triệu xe máy Zin. Rồi, em có một chiếc Exciter côn tự động hàng vừa mới mua, anh em có thể cùng xem cân đối với em xem nào. Em vừa mới mua cũng rất là hợp lý. Anh em nhìn nó bẩn thôi nhá, nhưng thực ra là một lớp ni lông, một lớp ni lông luôn. Đấy anh em có thể kiểm tra này. Xe này em sẽ cố gắng là em sẽ dọn sớm nhất. Hết giờ like này em cho dọn luôn, bóc ni lông tẩy keo ra nó mới toát được cái xe đẹp vì cái tem này là tem gì? Đúng rồi. Đấy, anh em nhìn, bẩn này là mình cọ mình đánh là hết. Đấy, cái xe này phải qua dọn thì mới lên được cái xe đẹp. Rồi. Exciter côn tự động 2011, 4 số. Đấy, nếu anh em có biết thì bây giờ cái 7B1 2 nhá. Đây, em sẽ nổ máy cho anh em nghe. Bóc ni lông ra đẹp lắm anh em ạ. Đúng rồi. Bóc ni lông. Anh em nghe máy chưa? Vẫn còn chắc và zin. Sơn là zin. Đang rửa, ga nóng máy nó sẽ khói cái nơi hơi nước bốc lên, không có vấn đề gì hết. Xe không có khói lõi gì hết, pha vẫn còn trong, đồ tương đối cứng cáp chắc chắn. Exciter côn tự động nhá, em nhắc lại là hàng tự động 4 số. Những anh em ngoài Bắc đam mê và thích. Để giá ra là 11 triệu. 11 triệu anh em cố gắng hỗ trợ cho em thêm 300 nữa, thêm 500 là dọn đẹp, bóc xong là đẹp, rất đẹp. Con này 11 triệu. Rất đẹp anh em nhá. Hàng tự động nhá, nên là hàng này rất là hợp lý. Máy nổ ấy. Không có khói kia kể cả, ngon lành hết. Có RS, có VS hoặc RS không anh đoàn trường đoàn. Em chỉ còn cái bản của 110 rồi, 100 bạn. Thì lại thật sự là đấy, không có nhiều đang anh toàn tài quay Alpha 2016 hình thức còn ô còn mới không ạ? 2016 còn con nào em? Còn chiếc 2015 màu đen anh có hơn 13 triệu. Hình thức mới đẹp, xe máy zin rất là thích luôn. Anh có thể cân đối liên hệ chốt với online giúp em. Cả một chiếc màu trắng nữa. Quay 50541 còn không bạn? Không còn ạ. Không còn rồi anh. Rồi, chiếc hôm qua đỏ đấy giá sao anh ơi? Win 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 nó 13 triệu. 138 ạ. Anh người không mang họ nhé. Có nơi pha đấy không hạ linh năm nào màu thanh thấp không em ơi. Chiếc hôm qua của em thì khách lại cọc mất rồi. Bên này hẳn ok rồi. Rồi bên bên đỏ ạ. Rồi bên bên đỏ. Em mua vào cũng là về đến nhà là hơn 9 rồi. Thật sự với các anh em thế báo 11 là cộng coi như chưa được 2. Nhưng mà với em sẽ cố gắng anh em không dọn thì em bớt anh em gọi là chút lập. Đấy để chủ động anh em nhé. Còn dọn anh em phải cố thêm cho em tôi 300 nữa thì mới dọn xong được. Bóc ni lông ra rất đẹp luôn. Anh người không mang họ con đến 13.8 nha anh nhé. Huy này là 13.8 rồi. Tiếp theo một chiếc Ablet bản đầu to. Vâng anh Trần Đoàn. Hai anh Đoàn nhé. Cho e dự bị lên rồi. Cho anh nghỉ 1-2 hôm. Hết xong rồi em ạ. Ablet anh em nhá, đã được dọn sạch xe rồi. Ngon lành máy hôm vừa rồi em cũng có báo xe. Anh là Trần Văn ngon Dư ngon. Vâng em sẽ xem. Anh giọt nắng Dream biển 28 còn đúng rồi. Anh giọt nắng ơi, Dream 28 em còn nhá. Anh giọt nắng ơi, cái Dream 28 rất là chất luôn. 29T1 anh em nhá. Bạn đang cầm Caramel chạy thử xe chắc chất lắm. Nhưng mà em đang đầu tư làm đẹp anh ạ. Em sơn lại ra máy lên bộ tem luôn để bán cho nó được. Đấy là chiếc Dream biển 28. Nếu anh có nhu cầu anh liên hệ sớm để chốt sớm nhé. Vâng. Thôi. Ablet anh em nhé. Đấy anh em nhìn là hình hài đẹp. Máy ngon lành cảnh đào nha anh em nhé. Chứ không phải là không đâu. Hiện tại là xe đang hết xăng. 2011 dọn dẹp xong hết rồi. 13.500.000. Đấy anh em ạ. Hàng dọn xong rồi thì 13.500.000. Còn cái màu trắng vừa rồi chưa dọn thì 12.500.000. Đấy mỗi cái 13 năm. Dọn xong xuôi hết rồi. 500 nha anh em nhá. Anh Mạnh Hà ơi 13.500.000 đời 2014 2012. Cái form này nó chỉ là 2011 2012 2013. Đấy nó là form đầu to của 110 form mới. Đúng rồi. Hôm qua tối qua em tiếp một anh khách thì anh ấy lại bảo anh thích cái form này. Đây lâu lâu em mới gặp một anh khách thích form LED này hơn các LED trước hoặc LED sau. Anh bảo nó rẻ. Anh trọng qua hiện tại là số này nó là phố Chùa Hà anh nhá. Đây. Đây ngoài đầu này nó là Chùa Hà này. Đấy, đường Cầu Giấy nó bắt đầu vào anh ngoặt vào tìm đến Chùa Hà là phát anh hỏi đến xe máy Hoàng Kiên thì ai cũng biết. Anh cứ check phát Google. Google sẽ chỉ cho anh đến phố Chùa Hà, nhà 52. Rồi,
Thực ra là cái gọi là cái sân khấu cũng được. Thì em thấy cái khu vực này rất nhiều anh em đến cũng bảo là quen đấy, có cái quen là được rồi. Còn anh ạ, tối hôm qua có một anh khách đến lấy muộn nhưng mà lại bảo là tao xem mai quay lại thì rồi quyết định chốt tối quá. Vẫn còn. 22235 là con. Anh phải cho em cái xin cái tên xe. Vâng, anh cố gắng cho em xin tên xe vì nó không định hình ra ngay được là cái xe gì ạ, nó khó. Nếu mà nó có lỗi mà bảo dưỡng thì thôi, còn nếu mà anh bảo dưỡng theo nâng cấp và phụ kiện kèm theo thay thì anh bắt buộc phải là mất phí. Qua được anh, trong thời gian em xử lý được. Cái đấy thì nó đơn giản anh, cam cò đầu bò rất dễ rồi. Đấy, biển 88 đi anh, 2016 giá rất là hợp lý cho một chiếc máy zin. Đâu đó hơn 9 triệu thì phải đúng không ạ? Chưa đến 9 triệu hay là hơn một chút. Chính xác là 9 triệu 2, em nhớ. Em theo anh em nhá, một chiếc xe Way 2018, 1 vạn 2 chuẩn, 2 lốp còn zin. Xe này em mua trực tiếp của em Tú nên em cũng nắm bắt rất rõ về xe. Hàng là mộc anh em nhá, chuyển bóc ni lông thôi. Không đầu tư sơn lại hoặc là thay thế cái gì cả. Cả xe luôn, các anh có thể kiểm tra từ tay nắm này. Anh em có thể xem cái tay nắm này. Rồi, đến tay sách này. Máy vẫn đang nổ nhá, trong lúc live. Lốp vẫn còn nguyên cả đôi ạ. Biển 36D, đấy, có chăng chắc là em cũng nhiều anh em hay lăn tăn ở biển tỉnh thôi. Còn về chất lượng thì em khẳng định chiếc này miễn chê rồi. 2018 mà em bán ra cũng hợp lý thôi, 12.800.000, rất là hợp lý cho một chiếc Way. 1 vạn 2, 1 vạn 2 nhá, các anh em nhớ cho em là chạy chuẩn vạn 2 đấy ạ. Biển 36D 81 thôi anh em nhá. 54409. Nếu khi em cứ đọc D nó là số 0 là thế nào. Vâng, anh Ân Bí, tôi mới mua Way Alpha hôm qua. Ok anh Ân Bí nhá. 12.800.000. Đang chờ ship vào Nam. Vâng ạ. 800 rất là rẻ đúng không? Rồi, tôi thích xe máy Hoàng Kiên. Vâng, em cảm ơn các anh ạ. Cảm ơn tất cả các anh em đang xem live và ủng hộ bên xe máy Hoàng Kiên em nhá. Bảo là quay xe min đi. Xe min hôm qua bán rồi đúng không? Có khách cọc rồi anh ạ. Vâng. Rồi, anh cho em một vòng chiếc xe nới thì đi. Winner. Sáng nay có một anh khách đến từ Sơn La, anh đến và anh có nói một câu là Winner nó lỗ sâu quá. Xong rồi cười. Thế là em cũng tự hiểu, anh là người mua xe cũ mà. Khi mà anh nghĩ là mua xe cũ thấy nó lỗ sâu thì em sướng, mua mới hơn 40. Bây giờ tự nhiên ra Hoàng Kiên mua có 20, hơn 20 thì chả sướng. Lợi là lợi anh em mua cũ nếu mà nó lỗ. Đấy, cái ông bán mới là cái ông bị thịt chứ các anh em có bị thịt đâu. Nên là riêng các anh em mua xe cũ thấy nó lỗ là mừng. Lỗ nhiều ạ. Rồi, 6 số nhá, Winner rất hay là được cái 6 số. Đấy, cải tiến rất hay, chạy đường trường thì số 6 nó sẽ làm. Rồi thì nó cũng sẽ là mất thời gian và mất tiền. Em thẳng thế. Hầu hết có hai lựa chọn khi mà xe đã tháo tem. Một là anh em lên cái tem nổi chữ Winner 200 mấy một đôi, nó cũng là hàng Winner tem xịn, nhìn nó sang. Còn ra tem giấy xịn thì nó sẽ lâu và nó đắt. Đây là một không còn anh ạ. Vâng, chiếc biển 18 gốc xong quay về biển Hà Nội. Em vẫn nhớ chiếc đấy. Trong Sài Gòn mua được không? Tất cả là toàn các tỉnh luôn mà. Toàn quốc. Dòng xe nào có thể liên hệ trực tiếp với lại nhân viên bên em. Ai gửi như thế nào thì bên xe 2020 thôi. Ôi, mua rẻ em bán rẻ. Bằng một chiếc Way. Đấy anh em ạ. Mới anh ấy hôm nay anh ra mua anh bảo cả đăng ký vào hơn vào 40. Đấy là đúng là cái anh ở Sơn La anh bảo thế. Thế mà mua mới bây giờ còn 228. Thế chả rẻ. Anh ấy lấy một chiếc thôi. Còn chiếc này thôi. Chờ. Phím này, anh ấy, tay nắm này vẫn còn này. Gương đặc trưng của Winner vẫn zin này. Anh em xem. Chỉ là chủ thích cái chắc là cũng có hợp cái tím lịm nên là dán quả tem tím lịm thôi. Chứ còn đúng ra là xe này đều là nguyên bản và chạy rất là ít. Đây là mộc anh em, sơn này đều là sơn zin của xe hết anh em nhé. Tem là do chủ động lên chứ không phải là do vấn đề gì mà nó lỗi tem đâu. Hàng nó là hàng zin đẹp, càng này, ốc trục đĩa này đều theo xe hết, rất là đẹp và hợp lý. Bản Winner X, bản CBS đấy, giá để cho anh em mình là 22.800.000, chắc cũng không phải dọn gì nhiều đâu anh em ạ, đánh bóng dọn dẹp thôi. Ok, bao dọn cho anh em luôn, 228 bao dọn. Được rồi. Chắc là bên bếp đỏ em khẳng định là chắc là sẽ là common, nó không được đọc được hết, hiện được hết. Em thấy nhiều khi nó hiện một tràng xong thì không thấy gì nữa. Rồi, anh nên anh em có gì có thể thông cảm nhá, hoặc là anh con caramel đi vào gần để có thể tiếp sóng ở trong. Tiếp năng lượng. Một chiếc lấy anh em nhé, biển 99, con này máy rất là ngon đấy nhỉ. Rồi. Thực ra là cũng phải ghi nhận là dòng xe thời trang, xe đẹp, biển tỉnh vẫn có cái gì đấy nó không được sự cuốn hút nhất định, đúng không ạ? Cũng có thể là các anh em, các chị em ở tỉnh
lại thích Vision hơn, thích Lead hơn. Nhưng mà nó là một cái truyền thống thôi, chứ bây giờ thời buổi nó cũng là cải tiến rồi. Ngày xưa anh em giải thích, ngày xưa ở các tỉnh ấy, những cái xe công nghệ cao rất là khó sửa, nên là các chị em thường là hay chọn những cái xe nó đơn thuần, rửa sửa chữa cho nó, bảo dưỡng cho nó dễ, nên cái xe dòng của xe sang ít về được các tỉnh là thế. Nhưng bây giờ anh em yên tâm, tất cả các hãng các cái hãng nó đã gần như mở ở các thị trấn thị xã hết rồi, nên là cũng phổ thông hết rồi. Tay nghề thợ ở quê bây giờ nhiều thợ cũng đã lên nhất định rồi, nên là các chị em cứ yên tâm chơi, lấy về đi thoải mái, ra thị trấn ra xã vẫn bảo hành sửa chữa, chạy cảm biến, chạy phần mềm, chạy IC thoải mái. Đấy, dòng LX là nó có cái chức năng đấy, chạy cảm biến, chạy IC, chạy phần mềm, đúng không? Nghe thì rất là xe quay làm gì có chức năng đấy, nhưng bây giờ hầu hết các tỉnh các thị xã đã làm được hết rồi, nên các chị em cứ yên tâm sử dụng thôi. Anh Long Cao ơi, con quay xanh là 12.800 nha anh nhé. Rồi, chạy 1.2 trước đấy anh ạ. Rồi em lại nổ, em lại quay cho anh em một chiếc xe này. LX biển 99 G1 16709. Rồi. Ngày xưa là em mua đời được đăng ký 2016, mua là 12 triệu rồi. Rồi anh em nhá, máy cộng cho anh em mình 1.5 triệu thôi. Đấy. Máy của 3V, 1 van hút, 2 van xả, máy sẽ êm hơn. Đấy, nên là nó cũng là tiết kiệm xăng hơn, dễ sử dụng. Biển 99 Bắc Ninh nha anh em nhá. 12 rồi, cộng 1.5 triệu thôi. Cũng là những cái giá thật sự là để giao lưu cho tất cả các chị em ở các tỉnh, hoặc là các chị em ở tỉnh lên Hà Nội để làm việc công tác, cần một chiếc xe thời trang đẹp, có thể nghiên cứu cho em mẫu này nhá. Rất là hợp lý đấy ạ. Chưa dọn được cái máy ngon, máy zin. Dòng lớn nó là dòng xe đắt tiền, đều này, nên các chị em mua xe cũ rất hợp lý. Biển 99 Bắc Ninh, đồ là cũng không phải sơn nhựa gì đâu, không phải sơn tu gì đâu. Con này chỉ cần dọn qua bóng, rồi. Bóng là ok, đánh xe là ok mọi người nhá. Anh Phùng Viết Dương muốn mua nhưng không có tiền. Không sao anh ạ, anh cứ cân đối xem, đến lúc anh có hoặc anh có nhu cầu anh lên từng đời một. Nay anh lấy chiếc xe 3 triệu đi ra được thêm kinh tế, anh đến anh bán đổi lấy chiếc 30 triệu sau, đúng không ạ? Đấy là một cái bước đều đều, vẫn có xe đi mà vẫn là giao lưu, vẫn xem được. Đấy. Có lúc lại còn lại, gặp ông khách thì bán luôn, mua 3 này bán 5 xong cho ông hàng xóm. Đấy, nhiều khách nhà em là có lãi thật sự như thế. Đấy nè. Rồi, một chiếc Black 2021 chạy có hơn 3.000 thôi anh em ạ. Rồi, anh cho em xin một vòng đi. Biển 18 nha anh em nhá. Xe đã bắt đầu vào dọn nhá mọi người nhá. Đây hiện tại là anh em đang nhìn đây, anh em đang bóc ni lông này. Đấy anh em nhìn đâu ạ? Đang bóc ni lông, đang tẩy rửa, tẩy keo. Đấy, chưa hoàn thiện nhá mọi người nhá. Đây hiện tại là cái keo này nó vẫn chưa hoàn thiện, anh em mới đang tẩy thôi. Đăng ký ở tháng 12 không phải, chiếc này mới mua, chiếc này mới mua, em nhầm. Con này đăng ký tháng 2021 anh em ạ. Biển 18 nha anh em nhá, 18C137415 anh em về đây nhá mọi người nhá. Chút nó cái xe này về nhà em sẽ dọn rửa thay hộp biển, thay rồi sạch sẽ luôn, tẩy rửa sạch sẽ luôn. Vừa mới bóc ni lông ra anh em nhìn cái lớp ni lông bóc xong nó có một lớp keo này, đây là đang tẩy chưa hết này, khi mà tẩy xong nhìn cái chỗ này nó sẽ rất là sáng lên. Hàng vẫn đang gọi là đang dọn, đang mộc, đang dọn anh em hiện, nên làm ra là chưa xong, hiện tại là mới đang bóc ni lông thôi. Chút nữa hoặc chiều nay thì sẽ xong chiếc xe này. Em nhìn chiếc 2021 biển 18 thành rồi, Nam Định, một chiếc LED máy 125 từ các phím bấm đồ đạc rất là đẹp đều luôn. Anh em nào có nhu cầu chọn những cái mẫu LED thì anh em cân đối cho em con này nhé. Rồi được. Đấy. Cái màu xanh la vi, đây là màu trầm. Long Thanh Long à, 2021 32 triệu. Rồi, 2021, tháng 12, 2021. Đấy, hiện tại là biển 18, đó. Nam Định. Vừa mới về nên em cũng chưa cập nhật được. Rồi, một chiếc 82 anh em nhé, 50cc. Anh em nào đang hỏi em là không, hàng Việt Thái thôi, hàng gọi hàng liên doanh, anh em nắm mặt. Xe gọi là tiết kiệm nhiên liệu và dễ sử dụng, gọi là thay xe điện, chính xác nhất là hàng thay xe điện. Đấy. Rồi, cho em một vòng anh ơi. Đấy, 50cc. Cho các con đi học thì nó rất là hợp lý, cho các bác các cô mà chung chung tuổi thích đi nhẹ nhàng, hoặc là đi chợ đi lúa đi đồng nhá, kiểu nhẹ nhàng thế nhá anh em nhá. anh Khương, anh còn để ý được cả tủm tỉm cười ấy dạ. Được anh ạ, cảm ơn anh mới để ý cả vào xe nhá, anh lại để ý hai chị em bảo là tủm tỉm cười, bọn em cười mạnh đấy chứ không phải tủm tỉm đâu. Ok, cảm ơn tất cả các anh em trên hai bếp nhá, anh em chia sẻ cho hai chị em có thể nhiều anh khách biết đến để ủng hộ hoặc là giao lưu với bên em. Một chiếc cúp hàng 50cc, xe cho các cháu học sinh đi học, tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu, được đủ tiêu chuẩn để đi vào các trường học cho học sinh sinh viên. Rồi.
vừa tiền anh em nhé, con này biển 26 Sơn La đúng không ạ? 20 xin lỗi 20. 20. 20 anh em nhá, 20AB 00411 em mình giọng em của 7 triệu thôi. Loa, tóm lại là 7 triệu cho anh em mình sử dụng một chiếc cúp. 7 triệu đúng không? Chính xác, rất hợp lý rồi. Mua 5 rưỡi rồi cộng 1,5 triệu, đấy là những cái giá gần như là cũng tạo điều kiện cho các cháu có cái xe để đi học nó yên tâm. 2016. Vẫn là đồ đạc anh em nhé, vẫn là đồ đạc lốp thì định cho em là các cháu đi cũng thoải mái mới phải thay chân nan vành bánh. Cái hàng liên doanh thì được cái hay của hàng liên doanh là nó mới, tức là phụ kiện đồ đạc nó mới sử dụng được vài năm nên nó không có sợ hỏng hóc nhiều. Chính ra hàng Honda thì đều từ những chín mấy đúng không ạ, nên là nhiều khi sợ hỏng chế tắc hay là IC lỗi cái gì hỏng đấy là chuyện bình thường, lốp láp vành bánh gì xét là bình thường. Nhưng hàng liên doanh thì nó lại được cái ưu điểm là nó mới đấy, có cái là nó không được thương hiệu và chạy nó không chắc chắn như những hàng Honda nên là giá nó sẽ thấp. Thì thôi mình lấy cho các cháu đi vài năm là cũng được đúng không ạ, miễn làm sao nó chạy nổ ngon lành. 7 triệu Việt Nam đồng. 7 triệu. Ok, tiếp theo một chiếc Vision đời 2021, con này tiền cực kỳ là đẹp nhưng anh em nhé. Rồi. Nhưng mà nó là thành nam nó đỉnh, anh em là đúng đẹp đúng tỉnh. Giá cũng rất hợp lý, đời thì 2021, tháng 11 2021 cơ. Hôm nay thì em bán ra 265 thôi, 265 cho một chiếc. Ốc từ nhà sản xuất. Tháng 11 2021. Anh em nhìn thấy đồ này, đĩa này. Anh em nhìn là những cái phanh đĩa người ta đít đi. Đây, anh em cứ soi cho em những xe này đây biển tỉnh nhá, không hề bị xây sượt một xíu nào, không hề bị gờ gập một tí nào luôn nhé. Bình thường nếu mà xe tai nạn này cái xe gờ này nó sẽ không cân bằng. Rồi ok, bản này là bản khóa chia 2021 đấy, chạy có hơn 6.000 km, anh em nhìn thấy ok chưa, gọi là bản tiêu chuẩn đấy. Rồi. Ra máy vẫn còn zin theo xe đây, đồ đạc vẫn còn đẹp nhá anh em nhá. Đấy, biển này anh em nhìn biển tươi không, 18B288066 anh ân bí. Ok anh ân bí ạ. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Anh bảo trong Nam có xe nhưng mình không mua, mình thích mua Hoàng Kiên. Vâng, đúng rồi anh ạ. Anh ân bí. Vâng, Zalo của anh ân bí. Vâng, anh ân bí rất là nhiều. Cảm ơn anh ân bí. Anh đặt cọc cái quay Alpha hôm qua. Không sao anh ạ, trước đấy chạy ok. Trước hôm qua anh xem live cũng có rất nhiều anh em đang hỏi trước đấy đấy. Đấy, vẫn có anh em hỏi quay Alpha. 5-7 triệu thì anh cân đối những cái dòng VS này. Chút lên một chút. Dạ. 265 cho một chiếc tháng 11 2021, hàng là sơn zin nhá, chị chúng ta rất là kỹ rồi, tay nắm đồ đạc đều là nguyên bản hết, 6.000 cây, chỉ có là khóa chìa thôi, anh em có nhu cầu quan trọng khóa. Đấy, rất là các chị em gái, cái này thực ra là 265 rất là hợp cho những chị em mà gọi là nhỏ nhỏ xinh xinh vừa vừa đấy. Máy 110 tiết kiệm nhiên liệu, chạy lành, dễ sửa chữa, đi xa đi gần đều êm ái nhẹ nhàng, rất nhiều cái lợi. Kiểu là nó kiểu dáng rất là phù hợp với lại chị em, cũng ví dụ như chị em là chân dài thì không nói. Đúng ạ, nhưng mà chị em nào có vừa vừa cũng như em, tầm 1m60 dòng này đều hợp lý. Rồi, tiếp theo anh em nhá. Vẫn là 50cc, rồi. Nó là được gọi là thương hiệu đấy anh em ạ, riêng dòng Elite gọi là SYM hay anh em hay gọi là tắt là hàng SIM ấy. Đây, nó là hàng dù gì cũng vẫn được gọi là hàng thương hiệu thứ hai sau những hàng chính hãng Honda hoặc là những cái dòng Liberty chính hãng. Có anh cứ đổi, anh nên đổi các được mà anh cứ thích xe nào là anh đổi các, bên em có đổi các bình thường ạ. Đây, một chiếc Elite màu đỏ đấy, dành cho các bé đi học là ok. Xe ga hơi 50, 29AA 21631. Xe sản xuất năm 2017, tháng 11 rồi, cuối năm rồi. Chưa dọn dẹp gì, 14 triệu. Rồi. Rất là phù hợp cho đồng nha anh em nhá. Đây, anh em có nhu cầu lấy những cái mẫu xe hàng gọi là xe hãng rồi, chạy những dòng xe này thì nó được cái nó lành, nó an toàn. Nó không hỏng vặt, nó không như các dòng liên danh Trung Quốc. Thương hiệu gốc của xe là những cái dòng như Atina này hoặc là Enzo ngày xưa, nhất là Enzo, nếu anh em nào có chú ý từng chạy xe SYM có Enzo thật sự là bền, ngày đời như 2002 2004 chạy Enzo là chả thua gì quay mới gym đâu anh em ạ, rất là khỏe chắc. Rồi. Thì trước về sau nó chuyển ra những cái dòng xe ga thành phố Tây Ninh, mua xe như nào vậy shop anh Võ Thành Vũ. Anh ơi, anh thích xe nào anh có thể liên hệ trực tiếp với anh bên em. Vâng. Bên em sẽ tư vấn cho anh. Đúng rồi. Đặt cọc bên em sẽ gửi hình ảnh. Chính xác. Cho anh trước tiên. Đấy, xong bắt đầu là anh em bên em sẽ liên hệ cái với nhà xe. Đấy, đến tận nơi cho anh, ship tận nơi cho anh. Đấy. Trừ là ngoài biển, hải đảo ngoài biển thì thôi không dám gì, chứ còn tất cả các nói chung là có xe qua nhà anh là bên em sẽ liên hệ ship được. Nhá anh em nhá, bây giờ hiện tại là bưu điện ấy, gửi kể cả bưu điện cũng đến tận nơi, mà ví dụ xe trung chuyển bên em vẫn liên hệ được xe trung chuyển. Chuyển tất cả các tỉnh được mà anh em. Nên em ra là các anh em yên tâm nhá, không mua xe hoàn tiền anh em. Ok ạ, anh Phong Lâm Tam Đảo
Phong Lân Tam Đảo em sẽ lên luôn Quay S đây anh ạ. Vâng, em cảm ơn anh Nhân Bí nhá. Rồi, tất cả các anh em cùng đón xem một chiếc Quay S biển 19 đây anh ạ, biển 19. Một vòng cho em anh ơi, 2011 nha anh em nhá. 2011 thôi ạ. Rồi, thôi để giá like này là 7 triệu rưỡi thôi, 7 triệu rưỡi anh em ạ. Cố lên một chút đi anh, hàng 7 triệu rưỡi máy chất lắm. Trước ngày hôm em mua thì nó rẻ hơn nhưng mà chủ có đầu tư hộp, à bên em có đầu tư cái hộp xích này. Máy này anh em yên tâm, 7 triệu rưỡi. 7 triệu 500 nghìn anh em nhá. Bảng phanh đĩa nhá, lốp trước lốp sau dày dặn hết rồi. Anh em yên tâm để đi, không cần phải lo lắng gì nữa. Máy con này ngon, máy con này ok đấy. 7 triệu 500 nghìn một chiếc WS 110 2011. Quét gù, em nhớ mãi không ra. Máy zin anh Tam Đảo nhá, chiếc này được cái máy zin rồi, hình thức thì có sơn zin toàn đẹp. Đấy, chỉnh đầu thôi không sao, máy cơ vẫn còn zin. Anh em có thể xem đây, cùng xem với em cái gioăng chỉ giữa này. Đấy. Hợp lý, hơn 10. Đấy. Cũng còn rất nhiều những cái mẫu WS 110 đời cánh mỏng 2012, 2013. Nếu anh em có nhu cầu có thể bảo online họ gửi trực tiếp cho bên anh em. Giá thì cũng chỉ dao động tầm hơn 8 triệu thôi. Đây anh em nhìn này, mua trực tiếp của chính chủ, các cái chi tiết bên nội thất cũng rất là chắc chắn luôn. Đấy, chỉ là có do hình thức, hình thức bên ngoài thôi. Rồi. Quay trong vừa phải. Rồi. Máy zin. Đúng rồi, thì máy là zin. Anh em nào gọi là thôi vừa tiền, ít tiền thì làm cho em con này nó hợp tình hợp lý, xe dọn rồi, sạch rồi. Một chiếc Future Neo 2007. Qua em về được 2 chiếc màu đen. Thì cũng có rất nhiều các anh em hỏi, cũng may được là các anh em đã cọc rồi. Thì hôm nay lại ra một chiếc màu đỏ. Rồi cho em một vòng, anh em miền Nam rất thích. Kể cả là FIGT chế thường là anh em miền Nam em thấy rất là yêu, rất là thích. Không hiểu các thực ra là em cũng thích đi những cái dòng phim trò này. Máy khi mà vào số anh em, nên vào số nó ngọt lắm. Đi nó kiểu kiểu nó, và số nó cứ tách 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 nảy. Đấy, anh em miền Nam bảo em anh đi Yamaha nó thích. Dòng phim trò này em thấy anh đi là rất là thích nhé mọi người nhé. Đấy, biển con này đời 2006, biển 29V. Đây em nổ cho anh em nghe nhé, anh em nghe tiếng này này. Tách, 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 tách đấy. Tách 4962, vừa mới mua thôi, nước hỏi giá. Về đến nhà hoàn thiện xong là 9 rưỡi rồi, cộng cho anh em mình 2 triệu. 11 triệu 500, một chiếc Future Neo. Rồi hàng này gần như các anh em cũng phải xem chi tiết, cũng có sự sơn tỉa rồi anh em nhé. Cái pha thì còn zin nhưng hơi đục, có sự sơn tỉa rồi anh em nhé. Đấy. Tem thì còn nhưng hơi xước. Rồi ở máy thì chạm rồi, chiếc này máy chạm 11 triệu 500. Đấy, hàng Future 11 triệu 500 à? 11 triệu 500 bán ra. Đấy. 11 triệu sơn chống gì đây, tay sách có sơn này. 4 triệu. Thực ra là biển 4 số cũng không vấn đề gì đâu anh ạ. 4962 nó là những cái dòng xe mà anh em hầu hết là những anh em chơi sẽ rất hay rút hồ sơ. Anh em này là 49 đầu, hầu như là các ông tổng trừ trên 1.1 dọc 49, 4951, 4952, 4953, 4954. Nếu mà còn dịch ví dụ như là anh em là 49 xong là 53 xong mới đến 54, còn cái số biết sau quan trọng. Rồi. Số trước không quan trọng. Ý là lúc đầu xuất phát điểm là xấu, nhưng về sau khi phát triển và thành đạt thì là 62, tức là 4962, 62 là lộc mãi, thế là đẹp. Đúng rồi. Đấy, ý là lúc đầu xấu nhưng về sau đẹp là hơn. Không còn anh ạ, chiếc hải quan. Ok. Rồi nha anh em nha, một chiếc đưa cả cái biển 88 đẹp nhé, Quê A. Quê A. 2016 rồi. 2016, đấy lúc đầu em cũng đọc 2018 xong em chỉnh lại 2016 rồi. Hoa lành cành đào, mắt em. Quê A. Màu trắng 88858. Nó cận nên em ra là nhiều khi nhìn được cái đẹp nhờ 2016 này anh em nhìn. Rồi. Sần này. Ui giời, 2016 chuẩn chỉ anh em nhá. Bạn quá chia đây, màu đỏ anh nhìn nào. 2016 một chiếc 9D 2 Bà Trưng 2D1 90465. Ui. Ok. 23 triệu cho một chiếc 2016 các anh em nhá. Bao cả dọn xong. Bóp cổ bóp cầu. 29D1 90465. Hàng nó xứng đáng với cái giá 23 triệu đấy anh em ạ. Hàng nó đẹp, nó chất. Dòng Vision Form này được rất nhiều các khách hàng lựa chọn và thích, đơn giản vì nhỏ, gọn, dễ sử dụng, dễ chạy. Thôi em gái anh hết. Rồi nha anh em nha, 2016 dành cho anh em nào mệnh thổ mệnh hỏa, chị em nào mệnh thổ mệnh hỏa cho em. Rồi. Anh em đi cũng được mọi người nha, hai chìa khóa. Đầy đủ. Anh em nhìn đẹp. Rồi. Không? 2016 cũng giữ gìn đẹp này. Cái biển Hà Nội. Này. Mặt rồi. Mũi sáng choáng lên anh em nhìn vào quả bộ mặt phát thích luôn. Mà giá cực kỳ ok. Đúng rồi, 23 triệu. 23 triệu nha anh em nhé, tôi tiểu tí đây sẵn thôi.
Lết chế cơ, hàng đẹp, vừa mới mua tối hôm qua, vuông vắn chắc chắn. Cùng là lết chế cơ nhá, có những chiếc bọn em bán chỉ có 7-8 triệu thôi, trong nhà cũng có 7 triệu rưỡi, 8 triệu cũng có đấy các anh em. Nhưng có những chiếc nó cứng cáp chắc chắn, mua lại phải mua 7-8 triệu vào. Đấy. Điển hình như chiếc này, hôm qua nhập vào đó là gần 8 triệu rồi. Hàng chế cơ, 209. Màu đỏ đen nhá anh em nhá, biển 30K. Đấy, đời này sau cuối cùng xong bắt đầu mới lên FI đấy. Đời này rồi. Chốt được cuối cùng bạn là lốc đen là nó lốc cuối cùng, lốc đời đầu nó là lốc trắng. Rồi cho em một vòng bên 9 này. 9 triệu 8 cho một chiếc lết chế cơ anh em nhá. Gọn mọi người nhá. Hàng này chỉ cần rửa thôi chứ cũng không cần phải đầu tư nhiều. Hàng đẹp chất. Được. 30K1 3578. Rồi. 9 triệu 8. Thấy tối có con Su V7 biển 5678 ở chỗ ở nhà bên mua về bằng dung giá bao nhiêu không anh Tuấn muốn nhé rồi không ạ? Anh có thể gửi ảnh cho em nào, có một chiếc màu xanh đấy, nhưng mà biển 21 hôm nọ cơ chứ không phải tối. Vâng, thì anh xem thấy không? 9 triệu 8 anh nhá, chốt chiếc này là 9 triệu 8, hàng chế cơ, xe vuông vắn rồi, anh em lấy về rửa là chạy thôi, không phải đầu tư gì nhiều. Rồi nhá anh em nhá, tiếp theo một chiếc Grande nữa anh em nào. Grande. Con này anh em Yên Bái giúp em. Không Yên Bái thì anh em tất cả các tỉnh đều được. Giá thì cũng vừa vừa phải phải thôi, bản này nó là màu đỏ dành cho anh em Mệnh Thổ vậy. Đấy, một vòng cho em Grande màu đỏ đen. Biển 21K1 27873, hàng Grande nhà em ở trên tầng còn đủ màu nhá, rất nhiều màu để phục vụ tất cả các khách hàng, từ xanh, trắng, đỏ em. Đấy. Chiếc này là còn giá mới nữa cơ, đăng ký 2017. Đấy anh em mình giá mới luôn, để ra cho anh em mình là 17 triệu, 2017 17 triệu. Rất hợp lý cho một chiếc Grande, gần như là nằm trong giá rẻ nhất ở trên cửa hàng em hiện tại. Máy 125, gầm cao đúng không ạ? Xe vuông vắn chắc chắn rồi. Máy zin zip thế này chạy 17 triệu 2017. Rồi. Rất 2017 anh em nhé, một chiếc Grande. Sơn có chăng thì chúng chỉ là các cái tay sách cộng với các cái tay nắm thôi, ra máy thôi. Chứ còn hàng vẫn còn rất là đẹp. 17 triệu anh em, cốp này rộng lắm, gần 30 lít đựng cốp. Xe thì 125 đổ xăng đằng trước này, anh em rất là tiện trong việc đổ xăng đây. Vừa ngồi đổ xăng. Ok anh. Đẹp. Hà Nội vẫn nhiều xe lắm anh ạ. Gương thì vỡ mất cái gương này, nhưng gương màu trắng thì không phải chuẩn đỏ, thì cái mép đỏ này, gương này nó phải đỏ nốt cơ. Đấy anh em, đây chắc là gương của Grande như của xe khác. Gì? Có sơn tỉa nhá anh em nhá, sơn tỉa cái tay sách cộng cái rè trước thế thôi. 17 triệu cho anh em sử dụng một chiếc Grande. Dọn luôn lên cho anh em cũng được. Rồi, hợp lý. Vâng, hôm qua có buổi live có anh em hỏi là 25 triệu được không? Vì buổi live lần trước là bên em lại là 27 triệu, em 26 triệu. Đấy. Anh em nào có hỏi thì hôm qua em chưa trả lời kịp được, thì anh em nào nếu còn xem hôm qua anh em có nhu cầu thì em chốt lại là 25 triệu thôi. 25 triệu cho một chiếc biển tứ quý 8. Đấy, hàng VA chạy 4.000 cây chuẩn. Chính chủ anh em từ ốc trục. Đăng ký 2023 đúng không? Đấy, đăng ký 2022, cuối 2022. Đó là tem của cuối 2022 rồi. Hàng rất là đẹp luôn, zin. Xe cũng nhiều, xe hàng kia thì gọi là hơi bị nhiều anh em ạ. Nhà em hơi bị nhiều xe cho anh em lựa chọn đấy. 2022 nha anh em nhé, ở đây. Anh Quang Vinh có quay không anh? Có anh ạ, quay em còn rất nhiều. Sơn đúng không? Cho anh em lau sơn. Biển anh em nhé, tứ quý 8. Rồi, tứ quý 8 là có con 5. Đúng rồi. Anh em 20 chạy có hơn 4.000 km xe siêu đẹp. Nó cũng anh em mua một chiếc mới biển Hà Nội đăng ký xong vẫn 21-22. Đấy, tức là anh em thêm một chút nữa là lấy chiếc không khác gì mới, lại được cái biển siêu đẹp. Đấy là cái giá của xe để anh em đi, đúng không ạ? Mình cũng chả cần sang tên đổi chủ làm gì, cứ để nguyên như vậy đi thôi, mua trực tiếp của chính chủ, có giấy tờ mua bán đầy đủ mà. Đây đồ của chủ vẫn còn này. Hàng rất là đẹp luôn, hơn 4.000 cây mà các anh em, không khác gì xe mới. Được cái biển nhá, nhấn mạnh một lần nữa là cái biển rất rất đẹp, anh em có thể xem. 888858. Đấy. Đẹp không? Anh em nhìn thấy rồi, với cái biển đấy bán lốp dày nguyên này, anh em nhìn lốp. Có 4.000 cây đây anh em nhá. Không 25 không triệu đấy, chụp giật. Không quay nha, tất cả nó đều là chuẩn, những cái dòng này để nguyên bản chuẩn, nó có giá trị, nó đẹp. Đấy. Giá trị, đúng không? Chính xác. Các đồ này chưa dọn chưa rửa đúng không? Được rồi. Cho anh em vứt con này đi. Thay đổi tại 5.000 cây thì anh em sẽ thay dầu cho em nhá. Thay 5.000 là anh em nên thay. Thay dầu lúc ở 2.000 hơn 5.000 là anh em thay dầu cho em. Vứt thêm những
bây giờ là hơn 4.000, anh em lên 5.000 là thay dầu nếu anh em nó chạy 1.000 cây nữa. Báo giá đi anh ạ. Vâng, 25 triệu à. Xe Nguyên Dũng 25 triệu đồng, một chiếc 4.000 cây. Đấy, từ cổ vô nha, rất là đẹp luôn. Tóm lại có 4.000 cây anh em không phải chuẩn chê đẹp đâu luôn. Không có lỗi gì luôn, can thiết anh em không có lỗi. Xe đẹp, biển nó đẹp, vào đúng cái xe đẹp nó mới có giá trị anh em ạ. Em phải nâng tầm nó lên để mang nó chỗ nào thật đẹp em chụp cho chị. Nâng tầm nó xe đấy lên. Mình mua xe có phải mua biển đâu, đứng với anh Thành Vịt các bạn. Sẽ có hai, đúng rồi, hai luồng khách. Nếu anh thực sự chỉ cần xe thì anh chọn một chiếc khác, nhưng đây là những cũng có nhiều anh em nghĩ là mục đích cố lên một chút, đúng không ạ? Vì anh mua xe mới chẳng hạn đấy, nó tầm 20 21 rồi, 22 rồi thì anh bảo thôi cố lên 3-4 triệu nó lấy cái chiếc biển đẹp vừa đi vừa chơi thì anh sẽ sang cái luồng khách đấy để tập trung vào xe này. Đấy, còn nếu anh em chỉ xác định lấy xe để đi thì được biển khác. Giá xe bình thường một xíu. Đúng rồi. Ví dụ như là bình thường xe này 2022 mấy triệu luôn. Đúng không ạ? Đúng rồi, chỉ tầm 17 thôi, anh em lấy tầm 16 17. Xe cũng rất là chất. Rồi. Nên là nó rất là mới, hơn 4.000 cây luôn. Nên dạy cho anh em là chơi biển nhé mọi người nhé. Không khuyến khích anh em mua xe mà tì từ xe mới sang xe đấy. Ví dụ anh em mua xe mới là không vấn đề đấy. 2-3 triệu là vào việc anh Nguyễn Phúc. Không được anh ạ, tại vì cũng không có nhiều, thật sự là không có nhiều những cái xe biển đẹp đấy. Đợt Dream 20 triệu em có biển tịch, có biển Hà Nội, Dream Thái, còn anh nhé. Chắc cũng hôm nay cũng phải bỗng Đức đưa mấy Dream ra thì lâu lâu cũng đưa Dream. Anh đổi con xe quay biển 8666 tính sao? Anh phải các anh lại lấy tiền về. Anh phải liên hệ trực tiếp với đúng rồi. Anh đọc em hết đổi. Cái biển đấy là anh lại lấy tiền về đấy ạ. Rồi. Chiếc Cúp hàng 2021. 50cc dành cho học sinh sinh viên nhé anh em nhá. 8.3 triệu. Rất hợp lý đúng không? 8.3 triệu cho một chiếc 2021 đã dọn dẹp xong hết rồi. Chạy liệu đúng không? 1.3 lít 100 cây rất là ít. Tí nữa bảo anh em vào rồi. Cho lại cái này nhé. Không tí nữa phải bảo anh dọn rồi anh em ạ. Rồi. Bị vào bong cái này ra chưa anh bảo đi. Tem này. Bong bong này. Nhá. Anh nào làm rồi báo người ta làm lại, anh em làm lại. Nhá. Cho hỏi ra rồi. 50cc dành cho sinh sinh viên không cần bằng. Anh em biển Sơn La. Đấy xe rất là đẹp anh em nhá. Cái lốc này nó là ok gì cái mặt kính nó là rồi em chào anh Tuấn Việt nhá, anh Tuấn Việt chào em và chị Dung. Kính gì đây anh em? Rồi em chào tất cả các anh em trên hai bếp. Chốt chiếc này là 8.300.000, anh em cũng lưu ý cho em nhá, nó là cái bản lục giác ấy, đấy không phải là tròn đâu, nó là bản lục giác rồi, nó là bản mới rồi. Máy thì máy D-Tech hay gọi là hàng nội địa Trung Quốc ấy, nó cũng là hàng gọi là chạy ok, nan đồ thì miễn chê rồi. Rồi. 2021. Rồi. 8.3 triệu thôi. 8.300.000 anh em nhá. Cái mặt này là mặt lục giác. Trông nó kiểu cách hơn. Kiểu cách trông nó sang chảnh hơn. Rồi, một chiếc Way A, hàng Way A cũng rất nhiều các khách hàng hỏi Way nên là cũng sẽ về liên tục để phục vụ tất cả các anh em. Rồi. Chiếc màu đỏ, biển 36. Anh em 36 nha mọi người nha. Không. Hàng mới. Màu đỏ cho anh em mệnh thổ mệnh hỏa. Đủ các màu. Nãy em có chiếc màu hình. Đăng ký 2022 nhá, 14.200.000, giá cũng rất hợp lý cho một chiếc Way A 2022, 14.200.000, chính chủ luôn, hai khóa này, còn nguyên zin hết, hàng rất là đẹp, chạy hơn 5.000 cây, mới mà 2022 thì anh em biết cũng đi mấy đâu, nguyên bản hết, biển 36, 14.200.000 thôi, cả dọn dẹp xong xuôi hết cho anh em, đấy, đều là những các cái giá rất là, thật ra Way bên em cũng cố gắng làm sao 1.5-1.7 triệu là giao lưu hết cho anh em, tức là gần như đưa đò, tính chất đưa sông thôi. Không lãi nhiều với cái chi phí của một cửa hàng 40 anh em nhân viên. Quá trình mua một chiếc xe gồm có hai bạn, một bạn online tìm và một bạn đi mua. Quá trình bán còn hai bạn, một bạn online đưa khách đến và một bạn bán hàng đưa khách ra. Chưa tính một bộ phận kỹ thuật, một bộ phận hậu cần đằng sau, rất nhiều lau xe, dọn xe, dắt xe. Nên anh em cũng thông cảm, để một chiếc xe hoàn thiện đến tay của khách hàng là rất nhiều tay. Nên cộng với cái mức 1.5-1.7 triệu gần như là cũng chỉ là để giao lưu giữ khách chính anh em nhé. Thôi anh Hùng đang bảo là Dung ơi con Dream Thái 75 triệu, còn không em ơi, còn anh ạ, vẫn còn chiếc 75 triệu nhá. Nốt chỉ còn Dream Thái 75 triệu đây là ok. Đuôi 44. Rồi chốt chiếc này là 14.200.000. 14.200.000 anh em nhá, 2021 màu đỏ đấy, dành cho anh em mệnh thổ mệnh hỏa. Còn một chiếc màu đen anh ạ. À quay một còn màu đen. Màu đen màu trắng. Còn màu đen màu trắng này. Anh Quang Vinh, xem chiếc Way A này đi anh Quang Vinh, chiếc Way A vừa rồi được đấy anh ạ. Rồi, tiếp theo anh em nhá, 8.000 cây, 8.300 cây, một chiếc SH dáng cao.
Vâng. 125 anh em nhá. 2021 phanh CVS ạ. Rồi. Anh cho em xin một vòng. Giá mới rồi các anh em nhá, 68.500 thôi, 68.500 cho một chiếc 2021 125 CVS. Giá cũng rất là hợp lý. Đấy, zin để anh em nhìn cái đề chân, ra máy này. Rồi, máy zin. Lốp còn nguyên theo xe. 29T101651, hàng tay sách này vẫn còn này anh em. Hà Đông T2. Vẫn còn tay sách, vẫn còn zin theo xe. Đấy, anh em nhìn chiếc SH này, bây giờ tầm này anh em mua sắp Tết rồi. 68.500. Đấy, hàng là anh em mua về chơi Tết rất hợp lý. Mới tinh đâu đó đăng ký vẫn hơn 80 cơ. Với cái giá này cho một chiếc 2021 cũng là lỗ nhất định cho khách bán rồi. Nên là bọn em cũng là mua hợp lý nhất cho người bán và cũng bán hợp lý nhất cho người mua. Thôi. Hàng zin nhé anh em, nhìn lốp này, tuần 2021 càng tất cả. Có con nào 8 triệu không anh? Quay anh lấy xe ga hay xe số? Xe số em có những chiếc quay lúc đấy em like. Còn xe ga thì anh có thể lấy Novo, Atina hoặc Suzuki Hayate đều được. Ablet thì hơn 9 triệu, anh cố lên cho em. Anh hùng hùng xem con này nhá, em sẽ quay lại. Rồi, hôm qua anh em nào có hỏi em là vành. Đây anh em nhìn cho em vành Sam Gosi đúng không? Đây vành Sam Gosi chuẩn S đây anh em nhỉ. Đây vành này, vành còn zin này, các chân nan này. Anh ấy gọi vành Sam Gosi có chuẩn không đây, càng này vẫn còn này. Mayer vẫn còn này, trục ốc vẫn còn này, chân nan vàng này anh em nhìn này. Đó. Nhựa này là vẫn zin này. Anh em nhé, nhựa này vẫn zin nguyên bản luôn. Rim thái. Đằng trước này là đang dán ni lông anh nhá, đang dán ni lông hết này. Đang dán ni lông nhựa đấy, nhựa vẫn đang dán ni lông cả trước sau. Rồi anh sang quay cái đầu bò bên kia cho anh em, xong quay cả bên này. Hai bên da máy và đầu bò đều nguyên bản hết. Đấy. Vành trước sau đều sang Gucci, bô thì 2543 rồi. Tem là nguyên bản, yên vẫn theo xe, gần lóc căng, nhựa là dán ni lông. Anh em có thể yên tâm về chất lượng của một chiếc 75 triệu. Đấy. Chạy thì cứ gọi là căng đét, đôi gương vẫn còn của xe đấy ạ. Máy đấy. Đây, phải lên đèn cả lá nào. Rồi, 202 đời chót mà. 202 rồi. Anh em nhìn nhá, các cái trục này, để xem nhìn thái. Đang xem chiếc đẹp này, xem cái chiếc nó thấp thấp hơn thì tự nhiên thấy nó nản nản ngay mà. Nếu mà riêng dòng zin thái. Nên là khách mà đến xem bọn em hay hỏi là lấy khung tiền, chứ nếu mà lấy tầm 340 xong anh xem cái này xong anh ra xem cái 340 anh lại bảo là thôi. Đấy. Zin anh em nhá. Càng này. Vành sau cũng là Sam Gosi hết nha, em kiểm tra rồi. Made in Thái Lan thì các anh em có thể xem. Da máy rất đẹp. Ấn tượng nhất đôi da máy này. Đấy, anh Vũ Khiêu có cho lời nhận xét là đôi da máy này của xe hơn 100. Nếu anh em nào có chơi gym có thể xem kỹ đôi da máy. Ờ, nổ máy nha anh em nhá. Nghe tiếng máy em phát. Rất hay quay lại. Rất là đẹp. Anh em cũng công nhận. Da máy là cam kết các bác gym luôn thì các bác nhìn cái đôi da máy thật sự là đẹp. Máy thì miễn chê rồi, zin thái và chạy hơn 3 vạn chất này đổ đẹp. Quay lại tuyển 29D nhá, 45844. Đấy. Rất là đẹp. Đây anh em dành vành Sam Gosi này S nhá, nó là series S. Đấy, nhiều khi các anh em không để ý nó cái series sau nó là LK cơ. À, lườn này. Ôi, lườn đẹp này. Cái này nó chỉ là sơn chống gì thôi, chứ nó không phải là gì đâu anh em. Đây điện chống gì? Ta yên sát nha anh em nhá, bảo yên sát này, đẹp luôn, đẹp luôn, từ tay nắm này, ôi đôi giày, cả đôi giày máy này, để chân, này. Rất là sướng luôn, đúng không? Nhìn, gọi là mỹ miều là chuẩn đấy ạ. Em xinh đẹp mỹ miều đấy các anh ạ, các anh đến tán em đi, các anh hốt em đi. Rồi, hàng rất là ok nhá. Anh em giá là 75 ngủ là anh em hốt em ơi được. Đấy, anh em hốt em con zin thái đồng máy 824 này đi máy. Anh Nguyễn Khắc Thúy, anh ơi, đây con này được không anh? Anh hỏi zin thái thì anh cân đối con này xem. Hàng đẹp 75 triệu. Các anh cảm giác bây giờ là đắt nhưng khi chơi zin thái với cái giá tiền này để chọn những chiếc máy zin chất mà đồ đều, vành bánh nan hay là những cái gương còn đều, thậm chí là cái khóa cũng không có nhiều, thật sự là không có nhiều. Em cũng đã sưu tầm rất nhiều khách hàng hỏi để đi gọi là tăng cường cho các anh. Hầu hết zin thái máy zin đẹp, đầu máy cao phải trên 100. Dưới 100 người ta bảo không ăn thua đâu. Đấy, tức là mình lấy cho những đối tác của mình phải chọn, mình là thợ đi chọn cho khách thì mình cập nhật cái giá, không có nhiều hàng. Anh em nhìn cái chìa rất là đẹp. Đấy. Yên, da zin của nó. Tay nắm này. Tất cả đều là nguyên bản, đẹp. Yếm cũng là yếm thái hết các anh nhá, yếm thái hết. Đấy. Cái mặt này nguyên này, tay gương này. Thế này anh em lăn thì đúng không? Đúng gương thái cà lê 17 mới vào được, 14 không vặn. Chuẩn hết luôn, rất là đẹp nha anh em nhá. Hàng thái đẹp đều, càng trước càng sau đều rất là tươi. Vành để đến mốc đến nơi. Rồi,
75 triệu. 75 triệu anh cứ bảo thả 75 triệu là anh hốt em nó về luôn. SH nhiều anh em đâu có chơi đúng không? Cái này về anh em kê xong để lâu lâu ngắm hoặc lâu lâu đi nó vẫn còn giá trị, nó là muôn thuở. Nếu các anh dùng xong lại khéo lại để đến tiếp theo. Anh không dùng toàn nứt rác rồi chúng em ơi. Xuống. 75 triệu ra lộc nha anh em. Bữa trước là 80. Vừa rồi sếp là chủ động cũng thôi thống nhất bàn giao kỹ lưỡng là xuống hẳn rồi. 10 triệu không của hàng anh Tùng Ngô. Bên pha tầm 10 triệu đấy anh em lấy. Có chiếc Alpha đỏ. Đỏ. Đi em mời anh em vào trong bên trong này. Còn một vài chiếc đây em cho vào bên trong này giới thiệu anh em các mặt hàng bên trong. Rồi em mời anh em vào số nhà 52 nhé, trong hiện tại là ngoài đấy là nó. Tại vì bọn em hay hay like, anh cho em cái đầy này xuống. 10 triệu. Rồi. Chờ em xíu nha, em cho xuống wifi. Rồi, anh em cho em một xíu em. Rồi, ok. Đây, Alpha đây, Alpha 10 triệu. Hay nhá, nó có những cái hay nhất định của chiếc Alpha này. Đấy là nếu anh em nào biết về xe thì đây nó là đầu máy 51, nếu anh em có nghiên cứu. Đấy là gọi là đầu máy chuẩn của Alpha đỏ cờ 2.5. Rồi. Nhất thứ hai là đăng ký là chuẩn đỏ rồi, đăng ký thì đăng ký biển 5 số thì nó cũng gọi là 22 23 biển này. À, hình thức thì sơn si thì có là rõ nó đuối đây, anh quay nó xuống theo 5 tháng và có tỉa tót phía đằng trước. Tức là xe này nếu mà anh em có nhu cầu làm đẹp có thể lên cả bộ nhựa cho em. Còn không thì tập trung đi lại ăn làm thì vẫn ok với một chiếc là đầu máy 205, máy căng nhưng mà là chạm. Giá tiền thì bên em bán ra cho anh em có nhu cầu chọn là 10 triệu. Đấy, tầm giá 10 triệu anh em có thể cân đối chọn em chiếc này. 10 triệu 500 cho một chiếc Alpha đầu máy 51. Rồi, còn 10 rất... triệu 500 nghìn anh em nhé. Vâng. Anh em nhìn thấy không? Anh cho em một loạt đi. Đấy, hiện tại xe máy hoàng kiên vẫn còn win này, vẫn còn 81 này. Đây. Sinh con, xích sinh con vẫn còn, win vẫn còn ạ. 81, 82 đầu vênh, đặc biệt là những chiếc xe gì ạ? 82 xanh sao vàng gọt anh em nhé, sơn zin. Con này bán ra 27 triệu đúng không? 25 triệu rồi, bây giờ còn 25 triệu thôi. Rất hợp lý. Hàng máy đẹp, yếm zin, đồ đều. Đồ đều. Đúng rồi, chính xác. Đây, đồ vênh nó biết rất cổ. 10 triệu thôi. Đấy. Chiếc vàng này còn bán rẻ hơn nữa. Nói chung là rất hợp lý những cái tầm giá 81 đi ăn đi làm giai đoạn này. Đây, 81, 70 anh em nhé, 82. Đấy, 50 của anh Sáng. 52 triệu. Rất là nhiều là những chiếc xe Dream. Có 13 triệu 800. Đấy. Xe Dream này. Rất là nhiều những dòng xe hiện tại đang có mặt bên xe máy Hoàng Kiên. Đang chào đón tất cả anh chị em. Anh chị em đang muốn có nhu cầu mua những cái dòng xe vừa tiền. Ít tiền nhiều tiền bên em phục vụ đầy đủ okay. Cho tất cả anh chị em luôn. Vâng. Nên là Phạm Đình Ngọc, ok anh, em win đen bao tiền? Win đen là 15 triệu. Có hai chiếc anh ạ. Win đen thì anh đang hỏi chiếc nào ấy, cụ thể hơn. Mua bên mình 2 tháng 10 triệu lấy Vision 23 triệu vừa like. Cắt thêm bao nhiêu? Anh ơi anh mới mua được 2 tháng luôn. 18 triệu anh nhá, chiếc này là em vừa mới like 18 triệu. Đấy, có hai chiếc win. 23 triệu à? Anh cứ báo nhân viên bên em đổi các anh em báo nhân viên chắc lỗ cho em tí là ok mà. Anh Thanh Nguyễn Huy nhá. Bên em thì có mua bán mà đổi các anh em kể cả mua bên em. Chiếc này là 18 triệu em vừa mới like. Anh nào vừa báo em 17 đấy thì em bảo 17 mấy đấy đúng không ạ? Em không nhớ nhưng mà thôi em cứ chốt 18 triệu anh em nhá. Vẫn là cái giá chốt đều. 18 triệu nha. Đầu máy 103. Chiếc bên trong kia thì đẹp chất hơn, em cũng đã like gần nhất 3-4 ngày rồi. Thì chiếc đấy em bán 35 triệu, chắc là 2 hôm nữa nếu anh em chưa cọc em sẽ like tiếp theo. Anh Trần Phúc Hương nhá, em chỉ giới thiệu qua thôi. Đúng rồi. Hiệp cũng đang có còn nhiều bên trong này. Đúng rồi, rất nhiều. Hát 4.000 cây thì có anh Phú sáng nay cũng đã đến. Nói thật anh em quên em không chụp ảnh lại. Có đích thân thợ Honda đến đi cùng, thẩm định. Đấy. Và cũng khẳng định là chuẩn, không có gì để lăn tan cả. Sau anh Phú đúng không? Sau hơn 1 tiếng thì là cuối cùng là quyết định chốt cọc. Anh cọc 12 triệu rồi. Ok, cảm ơn anh Phú nhá. Đấy thì anh em nào có nhu cầu bán hoặc mua những cái SH đẹp. Rất là nhiều những chiếc SH đang chào đón anh em. Từ nhập khẩu 38 triệu, 20 mấy triệu cũng có những chiếc SH nhập khẩu anh em nhá. Và những chiếc xe SH tầm khoảng trên 40 triệu là bên em có rồi. Anh em chuẩn bị Tết đến nơi rồi. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp với bên em để kiếm chiếc xe phù hợp với giá trị với tầm tiền của mình ạ. Anh Nguyễn Khắc Thúy mua zin tầm 20 triệu có zin, anh lấy biển tỉnh thì có thể. Em đang có một chiếc biển 128 máy zin chất đồ tương đối đều. Mất đôi da máy và bộ tem, em đang bán là 21 triệu mấy trăm đấy, anh có thể liên hệ với online để chốt lấy ảnh chiếc đấy. Còn Hà Nội thì anh phải lấy đời thấp hoặc là
zin Việt đời đầu, chứ còn nếu mà máy zin những cái zin Việt tầm 20 là khó anh nhé, zin Việt biển Hà Nội. SH nhập khẩu thì anh em nào mua được xe đấy thật sự là xứng đáng. Anh Dũng Nguyễn, con zin 205 còn không? Hiện tại thì em đang không còn cái zin đấy anh nhé. Anh Hưng Nguyễn 205, zin 205. Anh Hưng Nguyễn Alpha Quay Xanh bao nhiêu? Có Alpha Quay Xanh đâu ạ? Em đang Quay Xanh hôm nay ở ngoài kia là Quay Xanh 128 biển Hà Nội, biển 36 anh nhé. Em like 110 anh nhé. Vâng. Anh em nào mà muốn mua những chiếc xe mà tầm phù hợp với tầm tiền của mình, anh em có thể liên hệ trực tiếp với bên em, anh em sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho anh em. Tại vì trong một buổi live cũng có thể là bọn em có sơ suất một vài điều. Ví dụ như là có sơ suất giá chẳng hạn, nó bị kênh hoặc là nó bị gì đấy thì mong tất cả anh chị em thông cảm. Vì là giá khi bọn em live nó là giá thực tế, là giá sàn chưa cộng bao dọn. Đấy, okay. Bên đây không cộng dọn, không cộng ship nhé mọi người nhé. Em mong tất cả anh chị anh em Nguyễn Duy Cần còn quay đỏ em chốt là 10.500.000 anh cần nhá. Ok. Đấy, chắc là hai chị em xuống ai xin gửi lời chào, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Biết ơn tất cả anh em đã luôn đồng hành cùng với lại xem Hoàng Tiên. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nhá. Chào tất cả mọi người.